quỷ nữa. Cho nên chúng ta hãy cố gắng tu hành và làm giữ gìn những cái sự chân chính như Đức Phật đã dạy. Và đặc biệt vấn đề thứ ba Đức Phật đó, dạy chúng ta phải giao du với bạn tốt. Bạn tốt nó trung thành, có một cái trí thức, có một cái đức hạnh và thông minh, người đó sẽ giúp chúng ta đi vào trong chánh đạo để xa lắm cái việc ác. Đó là gần gũi cái người thứ ba để hiểu được cái điều đâu là đúng, đâu là sai. Đó là cái bậc thiện tri thức. Ví dụ như quý vị đi ra ngoài shopping thì chẳng qua người ta chỉ rủ mình đi tốn tiền thôi, rủ mình đi tới casino, chẳng qua rủ mình đi tốn tiền để tiêu phát cái thời gian. Nhưng mà những người họ rủ mình bây giờ đi tới chùa, đi nghe pháp để tu tập, đó là cái người đạo đức. Họ hướng dẫn mình cái con đường thiện. Khi họ thấy mình làm lành, họ vui mừng. Họ thấy mình làm ác, họ khuyên gắn mình dừng lại, đừng có tiếp tục con đường xấu ác nữa. Đó là cái bạn tốt. Còn á, bây giờ họ thấy mình làm cái điều xấu, mua bán lờ, hỏi sao mình mua bán lờ. Tôi bởi vì cái của giả, tôi nói là của thật. Mua 1 đồng, tôi nói là mua 5 đồng, tôi bán lờ. Họ dễ được, tôi đang cố gắng đi để mà cố gắng kiếm được mua 2-3 cái nhà nữa, hay là mua 3-4 cái xe hơi, vân vân. Đó là cái bạn xấu. Còn những bạn tốt của chúng ta, họ khuyên gắn mình là người ta làm đồng bạc cũng khổ lắm, mình mồ hôi nước mắt của họ, mình lại công làm lời, mình bán lời vừa phải thôi, của thật thì mình nói thật, mà cái đồ giả mình nói đồ giả để có lừa gạt. Một ngày nào đó nếu mà pháp luật điều tra ra thì chúng ta sẽ bị tù tội vì cái điều đó. Mình khuyên các bạn đó là chính là bạn thật. Còn những cái bạn mà rủ mình đi uống rượu này, đi đánh bạc này, vân vân, đó là những bạn xấu, không phải là cái bậc thiện tri thức. Mấy bạn mà ở trong lắp lại rồi cái nói hết cái điều xấu của người này, có hết cái điều xấu của người nọ, đó là cái bạn xấu. Còn cái bạn bạn tốt, ví dụ có ai đó đến nói cái điều xấu của người khác, thì người đó họ hỏi rằng là nếu bạn nói cái điều đó nó có lợi ích gì cho tôi hay không, lợi ích gì cho bạn hay không, lợi ích gì cho người đó hay không, hay là nó sinh ra cái sự xung đột với nhau, thì chúng ta chấm dứt giết trừ. Đó là những người bạn tốt. Chứ còn nói ra những cái lời nói để xung đột với nhau thì chính là những người không phải là những người bạn tốt, cho nên chúng ta không có giao du. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta, nếu mà chúng ta có của cải, chúng ta phải tiêu chừng mực, tùy theo gia đình, con cái, tùy theo chúng ta cho nó đủ, chứ không phải là chúng ta phung phí một cách vô ích, nó sẽ đem lại cái hại cho con cái chúng ta không. Thưa quý vị rằng là tôi cũng vậy, tôi có một cái ông anh mà tôi khuyên ông nhiều hồi, ông không nghe. Bà con đó, mà tin khi nào mà làm cái thất bại thì tin vào cái lời nói của chúng tôi, tin vào lời Đức Phật dạy. Mà khi nào làm ăn giàu có thì quên mất hết, không bao giờ tin. Khi thất bại thì đến chùa để lễ Phật, để cầu cho Đức Phật gia hộ cho. Còn khi nào mà làm ăn mua lắp rồi được có lời thì coi như cứ chạy theo nó hết. Và cái đó thì cũng được, nên thôi tùy họ, chưa có đủ cái nhân viên thì thôi tùy họ, đến khuyên lần lần một ngày nào đó họ sẽ trở về. Nhưng mà thưa quý vị rằng là dạy dỗ cho con cái như thế này tiêu túng một cách nó quá đáng. Đứa con á, mới có chừng nữa ở Việt Nam, đứa con nhìn nữa mới có 14 tuổi, họ mua cho một cái chiếc xe phân khối lớn, tức là 250 cái phân khối, và nó chạy như vậy thì coi ra lai nạn và xếp chết người, phải đi bồi thường. Và lúc bây giờ thì tôi khuyên gắn mình là con cái nhỏ chưa cần thiết, khi nào nó lớn nó khôn được hoàn đá, nhưng mà người ta vẫn không chịu. Lúc nữa thì nó lớn thì nó 16 tuổi, chưa phải là 18 tuổi, mà nó đòi hỏi quá, và vì nghe lời của bà mẹ nó suối nữa, và nó cũng ham muốn được làm chủ một cái cửa hàng xe. Và lúc bây giờ ông ta cho nó một cái cửa hàng xe để đứng chân đó, và trong vòng 6 tháng và nhân cái mùa quốc lúc thì coi như là riêng cái cửa hàng nó rất là nhiều tiền rồi, thường xem ra cái máy rồi, nhưng mà nó còn phải mắc nợ rất là nhiều tiền nữa. Và cái bọn anh chị, những cái số anh chị xã hội đen nó đến, nó cầm dao cầm lại kêu để mà đòi nợ, là bởi vì nhỏ chưa suy nghĩ được chính chắn, mà chúng ta trao cho họ một số tiền quá lớn, chúng ta không có trao cái đạo đức, không có trao một cái niềm tin, nhưng mà trao cái tiền chi tiêu không có biết đủ như vậy, thì dẫn đến một cái tai hại và dẫn đến cái sự phá sản. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong bốn cái điều dạy của Ngài, thì Ngài dạy đó
không phải là Ngài tách rời và xa rời với cái thế gian của này, nhưng mà Ngài dạy cho chúng ta phải chừng mực trong cái cuộc sống của chúng ta. Và đặc biệt đó là cái sự thế gian về cái sự vật chất. Và vấn đề nó quan trọng hơn nữa, Ngài dạy cho tất cả những cái người mà theo Ngài, thứ nhất phải tin tưởng những cái giá trị đạo đức, tinh thần và tâm linh. Cái giá trị đạo đức nghĩa là thế nào? Nếu chúng ta làm xấu, làm ác, tức là mất đi cái uy tín, mất đi cái sự tín nhiệm của mọi người, và cái phước đức nó mất đi. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói dối thì không cần, chúng ta nói dối chắc chắn rằng một lần người khác nghe, hai lần người khác nghe chúng ta, nhưng mà lần thứ ba không có ai bao giờ nghe nữa. Chúng ta bây giờ chúng ta không có đạo đức, chúng ta đối với cha mẹ chúng ta hỗn hào, đối với anh em, đối với vợ chồng chúng ta luôn luôn hỗn hào, chúng ta cừng cãi thì mất đi cái giá trị đạo đức và cái ái ngữ, chắc chắn rằng mọi người không bao giờ lễ kính. Và đối với cái giá trị tinh thần và cái giá trị tâm linh, chúng ta nói rằng là bây giờ Đức Phật thì không bao giờ có một người bình thường, nhưng mà trở thành Phật thì chúng ta tôn thờ như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta nói đó là cái điều đó về khách quan thì được, nhưng mà cái giá trị về đạo đức, về tâm linh Đức Phật đã dạy là một người đạt được cái sự giải thoát, một cái trí tuệ nghĩa là siêu việt, cho nên Ngài mới đem những cái điều Ngài chứng ngộ được dạy tất cả mọi người. Và chúng ta hiểu biết rằng là nếu mà ai thực hành được cái lời Đức Phật dạy thì chắc chắn sẽ đem lại cái sự an vui và cái sự giải thoát cho chính mình. Cho nên cái thứ nhất là phải khởi lên một cái tín tâm, bởi vì Đức Phật dạy rằng là cái tín là mẹ đẻ của tất cả các cái công đức. Nếu chúng ta không có tin thì chúng ta gây ra nhiều cái tội lỗi. Ví dụ như chúng ta không tin về nhân quả, bởi vì cái nhân quả tức là y như là nói cho dễ hiểu, tức là chúng ta trồng một cái cây thì chắc chắn nó ra một cái quả. Khi chúng ta trồng cái cây chanh, nó ra cây chanh, mà chúng ta trồng cây mận thì chúng ta ra sẽ càng khác được cây chanh mận. Đó là nhân quả. Rồi cái nghiệp báo, cái nhân quả rồi cái nghiệp báo. Cái nghiệp đó là chúng ta tạo ra cái nhân, cái báo tức là cái quả. Rõ ràng như vậy, chúng ta không như là cái câu chuyện vừa rồi chúng ta kể là cái nghiệp báo đó. Chắc chắn trong hiện đời, rồi trong tương lai chúng ta phải chịu những cái quả báo lâu dài như vậy. Và Đức Phật dạy chúng ta tiếp gì? Muốn thoát được cái khổ của thế gian này thì chúng ta phải giữ gìn tất cả những cái giới. Cái giới là gì? Những cái sự ngăn chặn chúng ta không có phạm những cái điều lỗi lầm để gây ra những cái tội ác. Như ở thế gian chúng ta thấy là bây giờ có năm cái giới đó, như nãy chúng tôi từng nói, nó không có sát hại, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu và dùng các chất ma túy say sưa. Đó là cái giới để giữ gìn. Và nếu chúng ta giữ gìn những cái điều đó, đem lại tròn cái nhân cách cho một con người. Và cái điều đó Đức Phật dạy chúng ta cần phải phát khởi cái tâm lành để mà giúp đỡ mọi người, để mà bố thí, không có bám víu vào của cải để mà keo kiệt với chúng ta. Chúng ta ôm giữ cái tài sản của mình, chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta sinh ra thì chúng ta cũng không có mang theo một cái gì. Và chắc chắn rằng chúng ta chết đi, chúng ta cũng không có mang theo một cái gì, mà chỉ có cái nghiệp chúng ta mang theo mà thôi. Đó, cuộc đời này như là giấc mộng vậy thôi, khi vô thường nó đến. Và chúng ta không có mang theo tất cả những gì cho bản thân của chúng ta, mà chúng ta mang theo cái nghiệp. Cái nghiệp tức là cái chỗ tạo tác của chúng ta. Nếu mà chúng ta tạo ra nghiệp lành thì nó sẽ hướng được cái quả lành. Mà nếu chúng ta tạo tác cái nghiệp ác, chắc chắn rằng chúng ta phải nhận lãnh được cái quả ác. Mà thượng kinh Đức Phật dạy rằng là giả sử bất thiên kiếp sở tạo nghiệp bất công nhân như mỗi mộ thờ, quả báo còn tự thọ. Dù có trăm ngàn kiếp đi nữa thì cái chỗ mà tạo tác nghiệp của chúng ta nó không có mất. Khi hội đủ cái nhân duyên này thì chúng ta phải nhận lấy cái quả báo. Cho nên chúng ta phải thực hành được cái sự bố thí. Để bố thí gì? Khởi phát cái lòng rộng lượng, cái lòng từ bi, cái lòng thị xã, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ con kiến, hạt cơm, dắt người mù qua đường, đó là bố thí. Bố thí thì như quý vị biết, bố thí tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài tức là tiền tài chúng ta đem giúp đỡ, nếu mà nạn lụt lội hay là thiên tai ở đâu, chúng ta giúp đỡ mọi người nghèo đói. Ta, nếu mà chúng ta đầy đủ, chúng ta trả mỗi tháng, chúng ta trả bill rồi này kia không có nhiều lắm thì chúng ta không có nợ nần nhiều, thì chúng ta được cái an vui.
Và vấn đề thứ tư đó, tức là chúng ta sống một cái đời sống trong sạch, không có phạm những cái điều lỗi lầm. Đó là bốn cái điều an vui Đức Phật dạy chúng ta. Thứ nhất, chúng ta đã có một cái tài sản, được hưởng một cái tài sản rất là an vui. Chúng ta biết tiêu dùng những cái tài sản của chúng ta, thọ dụng cái tài sản của chúng ta an vui. Và đặc biệt vấn đề thứ ba, chúng ta thọ dụng, tức là chúng ta không có còn nữa là chúng ta được cái sự an vui. Và thứ tư, tức là chúng ta sống một cái cuộc đời trong sạch, không có phạm những cái lỗi lầm đó, chúng ta an vui. Nhưng mà bốn cái sự an vui này Đức Phật dạy chúng ta nó không có đem lại nhiều, mà nếu mà chúng ta rất là không có một phần 16 của cái hạnh phúc tâm hồn, nghĩa là không có phạm những cái lầm lỗi trong cái đầu óc của chúng ta. Bốn cái sự an vui quý vị có trong cái cuộc sống: thứ nhất, quý vị có tài sản là quý vị đã vui; thứ hai, quý vị thọ dụng được cái tài sản của quý vị, tiêu dùng quý vị đã vui; thứ ba, quý vị không có nợ nần quý vị đã vui; thứ tư, tức là quý vị không có phạm những cái lầm lỗi quý vị vui. Nhưng mà nếu có một cái lương tâm lương thiện của chúng ta hơn, cái đời sống không lỗi lầm của chúng ta hơn, thì cái sự an lạc này nó cũng vui hơn bốn cái tài sản chúng ta có. Cho nên xin tất cả chúng ta nên cố gắng giữ gìn có một cái niềm tin đối với tâm linh của chúng ta, đối với tinh thần, đối với giá trị đạo đức của chúng ta. Một là cái niềm tin, hai là chúng ta giữ gìn những cái giới mà chúng ta đã giữ, tức là như không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu say sưa. Và thứ ba nữa là chúng ta nên cố gắng phát tâm mở những cái đại bi tâm để giúp đỡ cho những người nghèo, phát tâm đó để mà không có bớt đi cái sự bám víu tài sản của mình. Chúng ta phát ở tâm của mình, chúng ta nghĩ này, chúng ta giúp đỡ, chúng ta tạo những cái điều công đức nó sẽ tồn tại mãi mãi. Vấn đề thứ tư, tức là chúng ta phải cần phải học hỏi mở mang để có một cái trí tuệ, chúng ta mới giữ được cái tài sản của chúng ta. Và cái tài sản của chúng ta đã có rồi, chúng ta đã thừa hưởng được một cái tài sản an vui của chúng ta, thì chúng ta đã tiêu dùng một cách vừa vặn, chúng ta không có nợ nần, chúng ta đã an vui rồi, thì chúng ta không có tạo ra những cái sự nợ nần nữa, cái tội nghiệp nợ nần nữa, và chúng ta sống một đời trong sạch, trong những cái ý nghĩ không có xấu xa, cái hành vi không có xấu xa, đó chính là cái an lạc nhất. Và thưa quý vị, rằng là quý vị đã cố gắng mỗi một ngày mà thực hành được cái điều đó, thì quý vị cố gắng bỏ ra một ngày chừng cỡ 10 phút hay 15 phút chúng ta thực hành cái lời Đức Phật dạy. Quý vị cố gắng niệm Phật, quý vị cố gắng tụng kinh, quý vị nghe một cái thời pháp, cố gắng tụ thiền, thì cái điều đó nó mới đem lại cái niềm tin cho chúng ta, đem lại cái suy nghĩ đúng cho chúng ta, đem lại cái trí tuệ cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không có thực hành thì chắc chắn rằng nó cứ trôi cái dòng đời của chúng ta, chúng ta luôn luôn chúng ta chạy theo cái dòng đời bên ngoài. Mà khi mà chúng ta trôi lên theo cái dòng đời bên ngoài thì nó dễ dàng gây ra những cái tội ác, nó quên đi cái tâm linh đi. Ví dụ chúng ta không bao giờ thực hành, mỗi một ngày chúng ta không có thực hành lời Phật dạy, chúng ta không có niệm Phật, chúng ta không có ngồi thiền, chúng ta không có trì chú, chúng ta không có tụng kinh, chúng ta không có nghe pháp, thì chắc chắn cái tâm tư của chúng ta nó luôn luôn nó chạy, nó trải dài theo cái vật chất, nó luôn luôn nó đi theo cái tiếng động bên ngoài. Thì cái tiếng động bên ngoài vậy thì nó không có giúp ích gì cho những người thân của chúng ta đã ra đi, nó không có giúp ích gì người thân của chúng ta còn hiện tại, nó không có giúp ích gì cho bản thân chúng ta tạo những cái lợi ích trong hiện tại cũng như trong tương lai. Mà đó chính là những điều cần yếu của tất cả chúng ta thực hành. Nó không phải là đem lại cái lợi ích cho mình trong sau khi chết, mà nó đem lại cái lợi ích ngay trong hiện tại này, nó đem lại cái an vui ngay trong hiện tại này. Thì lẽ ra cũng còn nhiều điều chia sẻ, nhưng mà giờ này thì giờ đã hết. Xin nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị cùng gia đình có được một cái tín tâm kiên cố và được một cái tài sản tiết về dồi dào, để mà đạt giúp trừ được cái sự khổ và được cái sự an vui giải thoát hiện tại cũng như trong tương lai.